Sáng ngày 28 tháng 1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nova Bắc Nam 79, cựu Thượng tá, Phó trưởng phòng Tổng cục 5 Bộ Công an cùng 4 đồng phạm. Trong đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách, sinh năm 1963, cựu Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục 5, Bộ Công an, Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356, khoản 3, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hai bị cáo, Bùi Văn Thành, sinh năm 1959, cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, và Trần Việt Tân, sinh năm 1955, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 285, khoản 2, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tổng cộng, có 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa của Bộ Công an để đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, trái quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định để xảy ra tội phạm trên là do sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, quản lý nghiệp vụ và quản lý tài sản công của Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân, đều nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an, sự buông lỏng quản lý và vi phạm quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà đất công sản của một số lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, ban đầu bị cáo Phan Văn Anh Vũ thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn xin giao nộp 7 tài sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến nay, Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội mà còn có đơn xin không giao nộp 7 tài sản này.